Thưa quý vị, theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên cả nước là 60.000 tấn một ngày, trong đó khu vực đô thị chiếm 60%. Chỉ riêng hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày có gần 9.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Đáng chú ý là tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt vẫn chưa đạt 100% và các phương pháp chôn lấp không còn phù hợp với tiêu chuẩn môi trường. Vì thế, việc ra đời các nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao đạt tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có phần giải quyết thực trạng này. Hiện nay, phương pháp phổ biến nhất mà nước ta sử dụng chủ yếu để xử lý rác thải vẫn là chôn lấp và đốt thủ công. Cả nước hiện nay có hơn 900 bãi chôn lấp, nhưng chỉ có hơn 100 bãi là hợp vệ sinh. Hai khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Hồng là nơi có tỷ lệ phát sinh rác thải nhiều nhất cả nước. Điều này gây nên một mối lo ngại nghiêm trọng trong việc đối mặt với ô nhiễm môi trường. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên như rác không được phân loại tại nguồn, thiếu công nghệ, thiếu nhân lực, khiến cho việc xử lý rác thải ở nước ta bị hạn chế. Trong quá trình xử lý đối với cái khối lượng rác tăng đột biến thì cũng có nhiều cái khó khăn, đặc biệt là cái công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng. Sức con người thì cũng có hạn, nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng để xử lý hết được cái lượng rác đã tồn đọng trong thành phố trong cái thời gian qua. Trong tháng 10, dự án khu liên hợp xử lý tái chế chất thải Khải Tiến Phát đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia với quy mô diện tích 100 ha sẽ đi vào hoạt động. Với công nghệ tiên tiến, khu liên hợp này được kỳ vọng sẽ khắc phục những thực trạng trong xử lý rác tại đồng bằng sông Cửu Long. Rác về nhà máy được phân loại và đưa đến từng phân xưởng để xử lý theo mức độ yêu cầu khác nhau. Nước thải sau quá trình phân loại, tái chế cũng được xử lý bảo đảm tiêu chuẩn Việt Nam. Cùng với đó là nhiều công nghệ lần đầu tiên được triển khai. Công nghệ là rất là tối ưu với 23 hạng mục được cấp phép trong giấy phép của Bộ Tài nguyên Môi trường. Đặc điểm nổi bật nhất là ở đây là công ty có thể là tái chế kim loại từ cái thành phần tro xỉ và có thể là xử lý pin năng lượng mặt trời. Là công ty đầu tiên được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp phép cho vấn đề xử lý pin năng lượng mặt trời. Theo báo cáo của Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC và Ngân hàng Thế giới, ước tính Việt Nam lãng phí gần 3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm vì không tái chế hết rác thải nhựa từ sinh hoạt. Để giảm thiểu những thiệt hại từ rác thải, ngoài vai trò của nhà nước, còn cần đến nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp để đầu tư những công nghệ tiên tiến hướng đến mục tiêu kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.